Không ạ. Có sư nghe rõ. Ừ. Mọi người bên đó nghe được không? Dạ con nghe mà hình như hơi nhỏ sư. Hơi nhỏ. Ok, để sư reset lại. À, mọi người có nghe sư nói rõ không ạ? Dạ mọi người ở dưới nghe rõ sư ơi. Hello. Mọi người nghe được không? Mọi người nghe được không? Hello. Hello. Nó nhỏ hơn hồi nãy thưa sư. Nhỏ hơn ạ. Dạ. Ok. Là Nó sao? vàng xa lắm rồi. Ừ, có lẽ là xa quá đúng không? Còn bây giờ thì sao? Alo. Mọi người nghe rõ. Dạ, hơi nhỏ chút xíu thôi. Phải chờ để sư lắp lại cái mic. Vanami Ừ. Pante. Good afternoon. Yeah, we pay respect to Pante. Ok, Mọi người đánh lễ xưa ạ. Còn bây giờ mọi người nghe không? Vanami Pante. Ok, sadu sadu suki hondu. Can hear. Vậy bây giờ con đọc các câu hỏi xem. Có khoảng 11 câu hỏi và mỗi câu hỏi có những cái câu hỏi nhỏ bên trong ạ. Có Ok. 5 6 câu hỏi nhỏ bên trong. Yeah. So today they have about 11 questions, Monday. Ok. Yeah. Cool. Ok, thế là đọc hỏi cho sư Minh Câu hỏi ngắn đầu tiên. Anh. Ok. Dạ kính thưa ngài, với đề mục hơi thở khi đi và sinh hoạt bình thường thì nên thực hành như thế nào? Con xin cảm ơn ngài. The first question, Vanami said all. So when I'm practicing Anapanasati, so during the working meditation and daily activity, what should I do? Where should I pay attention on? Usually in a retreat, always we are paying attention on the breath because it is the main object. So, but as a supportive meditation, the Buddha allowed to practice Bodhanusati, recollection of Buddha's quality. Metta, loving kindness meditation, asubha, fallenness meditation, maranasati, recollection of death. So you can also do those supportive meditations. Và khi mà trong những khóa thiền khi hành thiền hơi thở thì luôn 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 là chúng ta phải hướng tâm trên cái đề mục hơi thở. Đề mục hơi thở lúc nào cũng là đề mục chính của mình.
Nhưng mà trong bên cạnh đó, Đức Phật cũng cho phép khi mà hành thiền hay thở mà gặp trong những cái khó khăn, thì khi đó chúng ta có thể dùng thực hành những đề mục thiền hỗ trợ, đó là Buddhanusati, niệm minh Đức Phật, hay là Metta, thiền tâm từ, hay là Asubha, đó là quán bất tịnh, và Maranusati là niệm sự chết. Thì nhiều lần, lần này có lần khác, khi gặp những khó khăn, chúng ta có thể dùng những đề mục thiền này làm đề mục hỗ trợ cho mình. Some people want to get a vipassana knowledge. So want to practice vipassana. The Buddha allowed to stay with the perception of nature impermanence, perception of dukkha, suffering, perception of anatta, non-self, perception of asubha, fallenness. So you can perceive as a nature, dukkha, anatta, and asubha. Và nếu mà hành giả đang thực hành thiền thiền quán hay là thiền vipassana, thì khi đó Đức Phật có chúng ta luôn luôn ghi nhận đó là cái tưởng đó là anicca, dukkha, anatta hay asubha, có nghĩa rằng vô thường, khổ, vô ngã hay là bất tịnh, thì luôn luôn tâm của chúng ta là ghi nhận lên những cái tướng đó là anicca, dukkha, anatta hay là asubha, vô thường, khổ hay là vô ngã hay là bất tịnh khi mà chúng ta hành thiền vipassana. Câu hỏi tiếp theo. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Dhamma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Bạch ngài, con tên Trần Thị Phước Hữu. Con có thiền định nhưng không có ấn chứng gì cả. Con chỉ nhức vai và đau trên đầu. Như vậy con có được phước báo không ạ? Xin ngài từ bi giảng dạy cho con được hiểu rõ ạ. Dạ. What I mean is that I am practicing Samatha meditation. I'm trying to develop the samadhi, but however, now it's still pain here and there. I got some pain on the shoulder and some body pain, but I'm still trying to develop my concentration. So by developing concentration, I'm trying, even I have not yet attained any jhana and or anything. So do I cultivate the kusala, the punya, by doing so? Even I not yet attend any jhana yet. Yeah. Yes. Whenever you know right object, wholesomeness arising within you. So there is one senior bandit saying, that is senior bandit from my village. So knowing one breath is one donation. So because as a Vidama. So when you donate something, when you are knowing the breath, it is the same kind of mind, the same kind of wholesome mind. So because of this, you can accumulate in this way. Yes. Và như vậy khi bất kỳ mà chúng ta hành thiền, chúng ta chú tâm trên cái đối tượng thiền đúng đắn, cái đối tượng thích hợp và cái đối tượng đó là đối tượng thiện Kusala. Thì lúc chắc chắn là nó tạo nên những cái phước báo, chúng ta làm những cái phước báo. Và có một ngày sơ đo ở tại làng của ngài, một ngài trưởng lão, ngài có nói rằng đó là một hơi thở, chúng ta biết một hơi thở đó chính là một cái sự cúng dường. Bởi vì sao? Nếu mà theo vị giải pháp Abhidhamma thì khi chúng ta biết hơi thở thì nó cái tâm đó cùng một cái loại tâm đối với khi mà chúng ta làm phước báo cúng dường đa ná. Thì như vậy là mỗi khi chúng ta chú tâm trên cái đề mục thiện, hay tâm chúng ta suy nghĩ thiện, hay là tâm của chúng ta hướng trên cái đề mục thiện, đối tượng đúng đắn, thì chắc chắn nó sẽ phát sinh phước báo. Yeah, next question. Câu hỏi tiếp theo. Dạ, câu hỏi thứ ba. Kính bạch ngài, con tên Trần Thị Kim Hoa. Con ngồi thiền được 40 phút. Do vì chân đau, con phải ngưng thiền để đi kinh hành, cho bớt đau lại và tiếp tục ngồi thiền, nên con chưa thấy gì. Bạch ngài, với thời gian hành thiền không được liên tục như vậy có đạt kết quả tốt hay không, mà mong ngài chỉ dạy. Vanami said, now I am can sit about 40 minutes, and after that I got some pain in my leg, and then I have to standing up and do walking meditation. So because of the sitting not long enough and not continuous, so about 40 minutes like that, is that enough for me to develop my concentration, or what should I do?
how should I develop further? Yeah, so any job we do, so we have to do until we are tired or until we are uncomfortable. So this is quite usual, but should not be so heavy. So so like that, for our interview, we may last about 1 hour or 1 hour 30 minutes usually. So after that, we will stop and rest. We'll do next time again. So in this way, we have to do. So you should do until you are tired, which you can accept. If you really tired, and so you rest. After resting, you do again. So when you have a concentration, it will increase. Sitting time will increase. Yes, I know. Và bất kỳ cái việc gì trong mọi cái việc chúng ta làm thì chúng ta phải làm cố gắng để sao đến khi mà làm cố gắng hết sức có thể đến khi nào chúng ta mệt thì thôi. Khi cảm thấy mệt, khi cảm thấy khó chịu, khi cảm thấy cơ thể mệt rồi thì khi đó chúng ta có thể nghỉ. Nghỉ và chúng ta nghỉ hết mệt, chúng ta lại làm tiếp, tương tự hành thiền cũng thế. Và cũng như vậy trong cái việc trình pháp cũng vậy. Chúng ta trình pháp trong vòng 1 giờ hoặc là 1 giờ 30 phút thôi. Còn sau đó chúng ta dừng lại và trình pháp vào ngày hôm sau, đúng không? Và làm bất kỳ cái gì cũng thế, hành thiền cũng vậy. Hành thiền cố gắng đến khi nào mà thấy tới cái giới hạn của cái cơ thể rồi, nó thực sự là mệt rồi, thì khi đó chúng ta không quá ép, không quá nặng nề về để cái cơ thể nó mệt quá. Thì khi đó chúng ta có thể nghỉ hoặc là chúng ta hành thiền đi kinh hành và sau đó chúng ta quay lại hành thiền. Và bởi cái sự hành thiền liên tục như vậy, cố gắng như vậy, thì đến khi định phát triển rồi, thì đến lúc đó chúng ta có thể ngồi lâu, đồng thời định phát triển thì cái thời gian ngồi cũng sẽ tăng theo. Câu hỏi tiếp theo. Yeah. Câu hỏi tiếp theo, trong câu hỏi này có 6 câu hỏi nhỏ. Con sẽ đọc lần lượt hay là con đọc hết? Đọc lần lượt cho sư, cho sợ sư nhớ. Dạ, yeah. Câu hỏi nhỏ thứ nhất. Kính bạch ngài, trong quá trình thực hành các giai đoạn thiền hơi thở, sau mỗi giai đoạn, làm sao để thiền sinh biết đến lúc nào nên chuyển qua giai đoạn kế tiếp? Kính mong thiền sư giải đáp giúp con ạ. Vanami said, so I am practicing Anapanasati, so Sero teaches the 4 steps or 4 ways to develop Anapanasati. So when can we know that, is that enough for like long breath is enough for practicing long breath, or it is enough for short breath? So how can we know that enough or not to move to the next step? So first of all, you will do long breath. So as long as you are good, so you can do that according to body needs. Later will show it itself will have a short breath from time to time. At that time, you will understand this time is good to change to short breath. So in this way, we'll go usually. In the same way, the whole breath and calm breath. Khi mà chúng ta hành thiền vậy thì đến đầu tiên chúng ta biết hơi thở dài, tại vì cái hơi thở dài thì đầu tiên nó là bản chất tự nhiên của cái thân, nhu cầu của cơ thể nó cần thiết là hơi thở dài, chúng ta biết là hơi thở dài. Nhưng mà đến một thời gian hành thiền rồi ấy, chúng ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu và nhẹ nhàng, thì đến lúc mà cái cơ thể nó tự động, nó chỉ cần hơi thở rất là ngắn, rất là nhẹ thôi, thì khi đó chúng ta sẽ biết được là cái hơi thở bây giờ là cái thời gian thích hợp để chuyển sang biết hơi thở ngắn. Cái này là hoàn toàn tự nhiên, chúng ta biết hơi thở ngắn như vậy. Và cũng tương tự như thế, đến hơi thở, toàn thân hơi thở hay là hơi thở vi tế cũng vậy. Sometimes you can check your feel by doing so. If your mind and body is comfortable, usually it is correct. You can go on. Và nhiều khi là chúng ta có thể tự mình cảm nhận bằng cái cách là khi mà hãy thực hành như vậy, biết hơi thở dài hay là biết hơi thở ngắn hay là toàn thân hơi thở hay là hơi thở vi tế, mà khi nào là cái thân và tâm của chúng ta trở nên thấy được hòa hợp với nhau, nó được thoải mái, dễ chịu, nhẹ nhàng, thì khi đó là chúng ta đang hành đúng. Yeah, câu hỏi tiếp theo. Yeah.
Câu hỏi nhỏ tiếp theo con đọc để xem có gì mới không. Cái thứ hai, câu hỏi nhỏ thứ hai, mỗi giai đoạn nên được chuyên chú thực hành trong bao lâu để đạt được hiệu quả và chuyển sang giai đoạn tiếp theo, có một khoảng thời gian cụ thể tương đối không ạ? À? Và con nghĩ câu nhỏ thứ ba cũng có liên quan. Okay. Trong quá trình niệm hơi thở có nhất thiết phải tuân thủ đúng theo trình tự của bốn giai đoạn không và vì sao ạ? À? Nếu thực hành giai đoạn 1 hơi thở dài và giai đoạn 2 hơi thở ngắn bị đan xen nhau thì có ảnh hưởng gì nhiều đến chất lượng thiền định không ạ? À? Đọc luôn cái thứ tư. Câu thứ 4 từ nào? Câu hỏi thứ tư. Việc chú tâm giữa nhân trung và hai cánh mũi có được cố định liên tục trong suốt quá trình thực hành niệm hơi thở không? Hay tới giai đoạn nào ta phải quan sát và di chuyển điểm này xuống trái tim ạ? Câu thứ 6. Dạ, câu thứ 5. Khi bị phóng tâm ở bất cứ giai đoạn nào, con nên quay về đếm hơi thở và tiến hành từ giai đoạn 1 hay tiếp tục giai đoạn mình đang niệm dở dang ạ? Và câu số 6. Trong quá trình thiền, con thường xuyên bị hôn trầm. Dù cố gắng nhiều phương pháp nhưng vẫn chưa thể vượt qua được. Kính xin Pante chỉ dẫn thêm ạ. Yeah, ok. Vanami said, so when we are beginner, we are of practicing Anapanasati, so should we all have to practice systematically from long breath and after long breath finished and move to the second step, short breath, or and hold breath of the hold the body of the breath, or calm breath. So is that necessary? Or sometimes in one sitting, I can practice long and short, or long, short, and hold breath of the body. So or we need to practice one by one. So. You need to practice one on one, but even in the whole sitting, it will change. It is possible. So especially for those who has practiced before, usually within one sitting will change. If you are really beginner, so maybe long breath, sometimes you may have a few sittings. So usually within one sitting, it can be changed. Cái sự thực hành đầu tiên chúng ta phải thực hành từ bước một, đó là hơi thở dài trước, sau đó đến chuyển đến hơi thở ngắn. Nhưng mà đối với những hành giả, một số hành giả trong một cái thời thiền thôi thì có nhiều trạng thái khác nhau. Đầu tiên là hơi thở dài, sau đó họ có thể biết hơi thở ngắn và toàn thân hơi thở, sau hay là hơi thở vi tế, hay là những hành giả đó là những hành giả mới bắt đầu thôi. Nếu mà hành giả mới bắt đầu thực hành thiền thì có thể cái hơi thở dài này có thể họ phải thực hành vài thời thiền hoặc là có thể vài ngày liên tục như vậy, nó đều hay biết hơi thở dài. Nhưng mà đối với một số hành giả mà người ta đã thực hành lâu rồi thì trong một thời thiền có nhiều giai đoạn nó chuyển biến, nhiều giai đoạn khác nhau trong cùng một cái thời thiền. Another thing is, as long as you are knowing the breath here, it is possible to improve. So it will be one of those things. So if you confuse with those four methods, just trying to know the breath here, saying in Mahasati Prana Sutta at the beginning as an introduction. So by knowing you should breathe in, by knowing you should breathe out. So this is something conclusion. Thì đó là một cái phương pháp, có nghĩa rằng ấy, chúng ta biết một trong bốn cái phương pháp này. Nghĩa là bốn cách này chúng ta trong thời thiền đó chúng ta có thể biết hơi thở dài, hơi thở ngắn, hơi thở vi tế, hay là toàn thân hơi thở, hay là hơi thở an tĩnh hơi thở. Nhưng mà nếu chúng ta biết rõ ràng như thế, chúng ta miễn sao là chúng ta phải để tâm tại ngay vị trí bên trên môi trên và bên dưới cho mũi này, chúng ta biết hơi thở. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta vẫn còn cái sự mà không rõ ràng, có nghĩa là không biết đây là hơi thở như thế nào, thì cái điểm chắc chắn nhất thì chúng ta cứ theo, đó là theo cái mở đầu của cái bài kinh Mahasatipatthana Sutta, kinh Đại Niệm Xứ, thì có nói là chúng ta tỉnh giác hay là chúng ta chánh niệm, chánh niệm chúng ta thở ra. Có nghĩa là thở vô, thở ra, chúng ta đều biết cái hơi thở tại ngay vị trí này, thì đó là điều chắc chắn chúng ta không đi sai. Chúng ta sẽ thực hành đúng, và như vậy chúng ta sẽ phát triển được định của mình. Yes. And Vanami said, when I'm practicing Anapanasati,
So should I keep the mind at the center of the nose on the upper lip, or sometimes it moves to the right nose, it moves to the left side of the nose. So is that okay for me to focus on the right side of the nose, on the left side of the nose, or the center of the nose? As long as you are in that touching place around here, so it is a long ball. So no problem, left side, right side, in the middle, or on the nose train, on the upper lip, no problem. According to people's physical form, sometimes obvious place it can be different. So no problem, it is a long ball. Còn khi biết hơi thở là cánh mũi phải hay cánh mũi trái hay là ở nhân trung, cái điều này không thành vấn đề. Tại mỗi cơ thể mỗi người khác nhau, tại nhiều khi cái hơi thở khi do cái cơ thể của mỗi người khác nhau, nên cái hơi thở xúc chạm đó chúng ta có thể biết qua điểm xúc chạm. Cái điểm xúc chạm khi hơi thở ra vô nó có thể ở vị trí khác nhau, nó có thể ở bên phải cánh mũi, bên trái, hay là ở giữa nhân trung, hay là bên trên chóp mũi, cái đó không thành vấn đề. Miễn sao là cái vùng xung quanh đó chúng ta thấy điểm xúc chạm chỗ nào đó, dựa vào cái điểm xúc chạm đó chúng ta hay biết hơi thở tại cái vùng đó, nó quanh cái vùng đó thì nó sẽ là ổn, không thành vấn đề. And câu hỏi thứ năm là gì nhỉ? Sư quên mất rồi. Đọc lại cho sư. Dạ, câu hỏi thứ năm. Khi bị phóng tâm ở bất cứ giai đoạn nào, con nên quay về điểm hơi thở và tiến hành từ giai đoạn 1 hay là tiếp tục giai đoạn mình đang niệm dở dang ạ? So Vanami said all. So whenever I got the wandering thought, so should I do counting breath from 1 to 8? Yeah, in a commentary, give a suggestion to count between 5 to 10, but referring a phone over path, our teachers teach to count until 8 for those who has a wandering thought. So you can practice counting away. Bất kỳ khi nào mà khi mà chúng ta bị phóng tâm thì chúng ta có thể dùng phương pháp đếm hơi thở. Đếm hơi thở chúng ta có thể chọn con số nó giữa khoảng từ 5 tới 10 và không vượt có 10, không nhỏ hơn 5. Nhưng mà ngày thầy của chúng ta thì ngày trưởng lão dạy chúng ta đó là đếm chọn số 8. Con số 8 này để chúng ta nhớ lại bát thánh đạo. Và chúng ta đếm từ 1 tới 8 rồi quay lại đến từ 1 tới 8 tới khi mà cái hơi thở, cái tâm nó trở nên lắng xuống rồi thì quay lại hơi thở bình thường. And Vanami said, so I got tinamita, sleepiness during meditation. I have not yet overcome that. So how can I overcome the tinamita? We have to say many times about the tinamita to disappear. So by practicing anapana, if you have a tinamita, you may change another object which is interesting and wholesome, like a Buddha no sati, asubha, or whatever. So if so, it may disappear. Và về nói về vấn đề mà hôn trầm kinh tiền thì chúng ta ngày giờ đó đã trả lời rất là nhiều lần về câu hỏi này. Chúng ta có thể nghe lại trong thời pháp trước cũng được. Nhưng mà nói tóm lại đó là khi mà hành thiền hơi thở Anapanasati, khi mà chúng ta bị hôn trầm đó, thì chúng ta phải chuyển sang cái đối tượng khác, có thể chuyển sang những cái đối tượng khác, đối tượng nào liên quan đến thiện, đối tượng nào liên quan nó cuốn hút chúng ta thích thú hơn. Ví dụ như là chúng ta có thể hành thiền Buddha Nusati, niệm ơn Đức Phật, hay là Asubha, và khi đó nó là cái một đối tượng để giúp chúng ta vượt qua được cái sự hôn trầm, buồn ngủ. So next way to make it disappear, so you should think what you have learned, what four way or anapana practice, something like that. Và cái cách tiếp theo nữa mà khi mà để giúp chúng ta có thể làm cho mất đi cái hôn trầm, đó là chúng ta nghĩ đến những cái điều mà chúng ta đã từng học. Ví dụ như là những cái điều chúng ta đã từng được học đó là bốn cái cách để phát triển hơi thở dài, hơi thở ngắn, toàn thân hơi thở vi tế, như là hơi toàn an tịnh hơi thở như thế nào. Chúng ta có thể nghĩ về những điều đó, những điều mình đã từng được học
nghĩ trong tâm như vậy thì nó có thể làm mất đi cái sự hôn trầm. Next will that is to recite, if it was about loudly, what you have learned. Tiếp theo nữa đó là chúng ta có thể tụng những bài kinh, những cái điều mà chúng ta đã từng được học. Nếu mà có thể trong cái, ví dụ như là ở cái nơi ở một mình đi, thì chúng ta có thể tụng to lên, tụng ra miệng những cái điều mà chúng ta đã được học. Thì đó là một cách để chúng ta vượt qua được cái sự hôn trầm. Another way is a rubbing body, maybe pulling ear. So you can do that. Tiếp theo nữa thì chúng ta có thể là xoa thân, xoa lấy tay để xoa cái thân của chúng ta. Hoặc là kéo cái tai, cầm tay kéo cái tai. Thì đó là một cách để chúng ta vượt qua được cái sự hôn trầm. Another thing is what the Buddha teach is watching your face. Cách nữa mà Đức Phật cũng dạy chúng ta đó là nếu vẫn chưa hết cái sự hôn trầm thì chúng ta có thể đứng dậy đi rửa mặt. Next one is you should see directions, stars, moons, if at night. Cách nữa đó là chúng ta nhìn hướng, nhìn phương hướng, nhìn sang đông, tây, nam, bắc, chúng ta nhìn qua, nhìn lại và nhìn lên trên, nhìn trăng, nhìn sao. Ví dụ như là vào buổi đêm đi, chúng ta có thể nhìn trăng, nhìn sao. Đó là một cách để vượt qua được hôn trầm. If the noise disappears, then you may see the lights or you may imagine the lights. If so, it may disappear. Nếu mà trường hợp mà nhìn hướng, nhìn phương hướng, nhìn trăng, nhìn sao vẫn chưa mất đi cái sự hôn trầm, thì khi đó chúng ta có thể nhìn ánh sáng, nhìn cái ánh sáng, hay là chúng ta có thể hướng tâm, hay là chúng ta tưởng tới ánh sáng, thì đó là một cách để vượt qua được hôn trầm. If you know you disappear, then you may walk facing up and down in meditation. It may disappear. Trong trường hợp này, nếu mà vẫn chưa có là mất đi được cái hôn trầm thì chúng ta có thể đi kinh hành, đi tới, đi lui, đi tới, đi lui. Bởi sự đi tới, đi lui, chúng ta có thể làm mất đi cái sự buồn ngủ, hôn trầm. Or you may sit in the open place. Everybody will see if you are sleeping, nodding head. Và nữa, đó là chúng ta có thể chọn cái nơi trống mà cái nơi có người qua, người lại đó, người ta nhìn chúng ta nhà hành thiền. Thì nếu mà chúng ta ngồi mà ngủ gật gù, người ta nhìn thấy đúng không? Bởi vì thế nên cái đó là một cách ngồi chỗ trống, khoảng trống, thì cũng làm cho chúng ta có thể vượt qua được cái hôn trầm. If you know that this fear, you may change your posture, gananga, this way of sitting, that way of sitting, if so, it may disappear. Còn nếu mà trường hợp này mà vẫn chưa có vượt qua được hôn trầm thì chúng ta có thể đổi cái oai nghi ngồi, ngồi kiểu này, ngồi kiểu kia, ngồi kiểu khác. Thay đổi cái oai nghi như vậy thì để xem cái oai nghi nào có thể làm cho chúng ta mất đi cái sự hôn trầm. The last medicine of that is you go and sleep. Và cái thuốc cuối cùng để chữa lại cái buồn ngủ, cái hôn trầm này đó là gì? Mọi cách rồi, mọi cái phương thuốc rồi mà không có vượt qua được cái sự buồn ngủ thì đi ngủ. You should not be fast to use that. Đây là cái phương thuốc cuối cùng nhưng mà chúng ta đừng có đem ra dùng đầu tiên. Okay. Câu hỏi tiếp theo. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Trong lúc hành thiền, chỉ sau 10 hơi thở thì con không cảm nhận được hơi thở của mình đặt tại điểm xúc chạm. Nhưng con vẫn cảm nhận được nhịp thở do sự phồng xẹp của lồng ngực. Con sử dụng phương pháp đếm từ 1 tới 8, nhưng gắn với sự phồng xẹp vào điểm xúc chạm. Con xin hỏi phương pháp hiện tại của con có nên duy trì như vậy không? Trong trường hợp không nhận thấy hơi thở, thì nên làm gì tiếp theo? Vanami said all. So when I do Anapanasati, about only 10 in and out breath only, so I cannot feel my breath because I cannot feel the touching point. But I can feel the breath like because of the rising and falling in the abdomen, rising and falling in my chest. So because of this feeling here, rising and falling, the pressure here, so because of that, I know the breath in and out. But by doing so, should I continue to do so? Or
What should I do when I don't feel the breath, don't feel the touching point? So after practicing, sometimes the breath becomes very subtle, but there is breath. Everybody have a breath. So, but it is a subtle, a bit difficult to know. When you are not yet increasing the wisdom. So you should decide there is a breath here. You should keep your mind here and practice by thinking that there is breath. There is a breath. So from time to time, you will know the breath. Later, it may not disappear. Sometimes we have to use knowledge. For example, you may not drink the water from the pipe. Why? Why you don't drink? So that water is not clean enough to drink. Do you see any dust? We don't see, but we know with the knowledge it is not clean. So in the same way, sometimes we cannot feel by touching, but we can know with the knowledge there is a breath here. So you can pay attention to that. Later, it will appear in your mind, may not disappear. Và sau khi mà anh thiền, chúng ta thiền một thời gian rồi thì hơi thở trở nên càng ngày càng vi tế hơn. Và bởi vì hơi thở vi tế hơn nhưng mà chúng ta chưa trí tuệ chưa phát triển cùng, nghĩa là nó chưa có đủ để nhận biết được hơi thở vi tế đó, nên chúng ta cảm giác như là không có hơi thở. Nhưng mà thực tế khi đó chúng ta phải sao? Phải quyết định rằng chúng ta phải biết rằng chắc chắn là có hơi thở tại vị trí đó, và chúng ta biết đó là để đặt tâm tại vị trí đó thì có thể là hơi thở lúc này có lúc khác nó xuất hiện một cách rõ hay là không rõ, nhưng mà chúng ta từ từ ghi nhận nó. Đến khi mà trí tuệ nó phát triển đủ mạnh rồi thì chúng ta sẽ biết được hơi thở trong tâm liên tục mà không bị gián đoạn, không bị mất đi. Và trí tuệ ở đây nghĩa là gì? Ví dụ như là chúng ta thấy rằng mình không uống nước từ trực tiếp từ đường ống, đúng không? Từ đường ống nước mà phải qua lọc mình uống. Tại sao? Có phải là mình nhìn thấy bụi không? Không, mình đâu thấy bụi, thấy nước nó trong mà, nước từ ống nó cũng trong. Nhưng mà bởi trí tuệ chúng ta biết được là cái nước ống này, nước trực tiếp từ đường ống này không có đủ sạch để mình uống được, bởi cho trí tuệ của mình. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà cái hơi thở cũng thế, khi mà chúng ta phải dùng trí tuệ, nhiều khi đến lúc mà chúng ta dùng trí tuệ để chúng ta biết được cái hơi thở, có nghĩa rằng không cần điểm xúc chạm nữa, chúng ta vẫn biết hơi thở dựa vào trí tuệ của mình. Hơi thở chúng ta biết được bằng tâm và nó liên tục, nó không bị mất đi. Thì chúng ta quan trọng là phải để tâm ở đó và chúng ta quyết định. Nhiều khi không cảm nhận được cái hơi thở hay là không cảm nhận được cái điểm xúc chạm thì vẫn để tâm và quyết định chắc chắn rằng nó có hơi thở tại ngay vị trí này và để tâm ở đó ghi nhận nó. Câu hỏi tiếp theo. Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Kính bạch ngài, những điều kiện hoặc yếu tố nào để một người mới biết rằng họ đã thực sự sẵn sàng cho một hành trình thiền định lâu dài ạ? Vanami said all. So is there any requirement, any factor that we know that we are ready to practice the long-term practice, to be long-term practice the meditation, emphasize on samatha practice? So first of all, you should go some meditation centers who are staying always permanently. So you practice, you can learn those lives. If it is to develop with your life, you can. It is the time to practice long-term meditation. Cái điều đầu tiên ngài Sero khuyên chúng ta đó là chúng ta hãy tới tìm cái thiền viện mà cái nơi thường trú, nghĩa là chúng ta thường trú ở đó, mọi người thường trú ở đó, sống ở đó lâu dài, và chúng ta học cái đời sống hàng ngày thường nhật trong thiền viện đó. Chúng ta thử xem mình trong cái thiền viện đó, trong môi trường trong tu viện đó, chúng ta hành thiền như vậy thì có thấy thích hợp với cái cuộc sống của mình hay không, thích hợp với cách sống của mình hay không. Thì nếu mà chúng ta cảm thấy nó rất là thích hợp, cuộc sống trong tu viện nó rất là thích hợp với mình, thì khi đó là chứng tỏ chúng ta sẵn sàng để với cuộc sống hành thiền lâu dài. Dạ, câu hỏi nhỏ tiếp theo là: con là một người không thể ngừng suy nghĩ về những điều đã, đang và sắp xảy ra. Mặc dầu trong lúc thiền định, con đã cố gắng tập trung vào hơi thở và chuyển động của bụng, nhưng tâm trí vẫn chỉ có thể duy trì vào vài phút giây đầu.
Lúc sau lại vô thức bị cuốn đi, rồi giật mình nhận ra mình đang suy nghĩ, rồi lại chuyển hướng về hơi thở. Điều này cứ lặp đi lặp lại trong cả quá trình. Vậy điều này có thể được khắc phục bằng việc thực hành nhiều hơn hay không? Hay vẫn còn những yếu tố khác cần lưu ý ạ? Con xin cảm ơn Ngài. Vanami said all, I am the type of person cannot stop thinking. Because when I practice meditation, I always think about the past, thinking about present, what is happening, and thinking about the future, planning. Because I just sit down and meditate, so my mind can only focus on the meditation object about a few seconds only. And then it keep following the wandering thought. So I wondering that, so because if I practice longer, and if I practice more often, so because of the practice meditation, can I fix that problem? Can I more concentrate? Can my mind more concentrated and less wandering thought? Yeah, we have to think based on what we want. So we have to think what is beneficial to be thought. So meditation object is the best recommended by the Buddha. So because of this, we should think meditation object to improve our life, to be free from all sufferings. So usually to make a value about the meditation, we need to understand the suffering of life. So we have to reflect on those things. We're trying to get a samvega, via with wisdom. So if so, we may more value about the meditation. So may practice. At the beginning, yeah, nearly everybody, the mind may not stay on the meditation object. But if we really want to practice, slowly, slowly, it will be reduced. So finally, we may be able to focus on meditation. Và như vậy thì chúng ta cần phải làm cái gì? Có nghĩa là bất kỳ khi nào chúng ta phải nghĩ đến những cái điều thiện, nghĩ đến suy nghĩ. Khi mà nghĩ thì chúng ta phải nghĩ cái gì? Nghĩ đến những cái điều lợi ích, những cái điều tốt đẹp, những cái điều liên quan đến thiện. Thì hành thiền là được Đức Phật dạy, đó là cái đề mục thiền đây, đó chính là cái đối tượng thiện tối thượng, cao thượng nhất. Chúng ta phải luôn luôn hướng tâm tới cái đề mục thiền, đến đề mục thiền, và để chúng ta có thể phát triển. Phát triển cái gì? Phát triển trong chính đời sống của mình, trong cuộc sống của mình, để tăng cường cái cuộc sống của mình lên. Và nữa, đó là chúng ta có thể thoát khỏi được cái sự tất cả những khổ đau trong cái đời sống này. Bởi vì sự hành thiền và chúng ta cũng phải hiểu được cái sự khổ đau trong những cái đời sống này và biết được cái giá trị của việc hành thiền. Thì khi đó chúng ta mới khởi sanh đến cái samvega, khởi sanh đến cái sự kinh cảm hay cái sự sợ nhưng mà sợ cùng với cái trí tuệ đi cùng. Thì bởi vì chúng ta biết được cái giá trị của việc hành thiền, thì biết được giá trị của nó, chúng ta sẽ tiến tới cái việc hành thiền. Và bởi hành thiền như vậy thì ban đầu hầu như tất cả mọi người là chúng ta đều trải qua kinh nghiệm, đó là không chú tâm trên cái đối tượng thiền lâu dài được, không có bất kỳ một ai cả, nghĩa là không ai, gần như ai cũng trải qua cái kinh nghiệm đó cả thôi. Và từ từ, bởi cái sự thực hành liên tục như vậy, đều đặn như vậy, thì từ từ chúng ta sẽ có thể làm giảm đi những cái suy nghĩ, giảm những cái sự phóng tâm, và đến cuối cùng thì chúng ta có thể phát triển được định của mình, và chúng ta có thể thành công, và chúng ta có thể đạt được mục đích của mình. Mục tiêu của mình là gì? Điều đó cũng là điều quan trọng. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo. Yeah. Kính bạch Ngài, việc tại sao không ăn sau 12 giờ, không ăn như vậy thì có tác dụng gì trong thiền tập? Về nhà hành thiền thì có cần dậy sớm từ 4 giờ sáng hay không? Hay 6-7 giờ sáng hành thiền cũng tốt? Con là người mới, mong Ngài hướng dẫn tập thở đúng phương pháp. Yeah. Vanami said, so what is the benefit of stop eating after 12?
So what is benefit of waking up so early in the 4 a.m. in the morning? So when I go back home, so can I wake up at 6 or 7 a.m. instead of 4 in like in the meditation center? Yeah, so in the Buddha time, when the Buddha laid down these rules, so some bhikkhus didn't accept. So difficult to accept. But so most of bhikkhus didn't eat afternoon. So following into the Buddha, although there is no rule at the beginning, but some bhikkhus eating dinner. So they go to Vinayapada in the evening or at night. Sometimes it is dark. They happen to step and thorns or something, harmful things. So one time, one bhikkhu went to the Vinayapada at night. At that time, the lightning, when the lightning come, so the lady in the house saw that the bhikkhus become scared and shouted at that time, "No need to scare, this is a bhikkhu to accept the food. So when you come this time, you should go to your mother's house," something like that, being is cold, so dangerous. So have this kind of stories. Another thing is the Buddha said, because of knowing, understanding, the Buddha laid down these rules. So can body can be light, less disease. So can wake up early also. So this is the benefit of not eating dinner. So if you, some people even one day, one meal is suitable. Even may not be good to eat two meals. So yeah, if you eat less meal, surely less busy. So you have more time to practice meditation. So it is more suitable, especially for the bhikkhus, samaneras. For the lay people, usually in the Upasthade, they may practice. If you need to work, especially hardly, so you may need to eat more. For the meditators, it will be fine for most of people. So about the waking up early, so there is one practice we call it Jagriya Niyoga in Bali. Jagriya Niyoga is practicing to be awakened. So all the day, by walking, standing, sitting, you clean your own mind, not lying down. Only the Buddha sometimes if needed. So after lunch, lying down for just for a short time. So this is the Buddha's habits. So for the nighttime, you should divide into three. So in the first watch, in the last watch, the same as the daytime, in the middle watch, so you can sleep. This is the way to practice. So if someone is improved in meditation or only practice meditation, so to stay in this way will be fine, usually. If really needed, they may sleep during meditation by sitting, just necessary, may not be so long. So because of this, it will not be a problem. But as a lay people, so you should check and practice yourself. So for some people, it will be okay. For some, may not be okay. Yes. Có một cái câu chuyện ở đây, có nghĩa là tại sao đặt thế giới mà vì thì không phải ăn sau 12 giờ, nghĩa là không phải ăn sau đứng bóng, chính xác là sau đứng bóng. Tại vì cái thời điểm đứng bóng của nó no,
nó là có thể là trước hay là sau 12 giờ chứ không nhất thiết phải 12 giờ đâu, nhưng mà nó là thời điểm đứng bóng, không ăn sau đứng bóng. Có nghĩa là hay là nói cách khác nghĩa là không ăn tối. Thì đối với một số người họ cần ăn tối nhiều, một số thì, nhưng mà hầu hết tất cả các hành giả, đối với đặc biệt là những vị tỳ khưu hay là Sa-di, Samanera hay là Bhikkhu thì phải là không có ăn sau sau đứng bóng, sau mặt trời đứng bóng. Và cái, ngày xưa khi trước khi mà Đức Phật đặt ra cái giới luật này thì khi đó có một số vị tỳ khưu là có ăn tối, nhưng mà hầu hết tất cả các vị tỳ khưu thì không có ăn tối. Và đi ăn tối như vậy thì sao? Thì dẫn đến là họ phải đi khất thực vào ban đêm. Bởi vì trời trời ban đêm như vậy thì người ta phải dẫm lên gai rồi dẫm lên những cái thứ vật rất là nguy hiểm vào ban đêm. Bởi vì không thấy đường, không đi rõ được. Và có một cái số một vị tỳ khưu đó bị đi khất thực vào ban đêm, và câu chuyện xảy ra đó là bên ngoài có cái tia sét, tia chớp, thì vị đã đứng trước cửa nhà người ta và có một cái tia sét lóe lên, thì trong nhà người ta, nhà có phụ nữ, người ta nhìn thấy một cái bóng mà người ta sợ, người ta tưởng là ma, và người ta hét lên, người ta sợ quá, thì người ta mới ra và người ta phát hiện ra đây là vị tỳ khưu, và người ta có trách mắng thì nó tại sao giờ này mà các vị tỳ khưu còn đi vào nhà tôi để khất thực, tại sao không đi về nhà mẹ của các ngài. Thì như vậy họ có chê trách như vậy. Và đó là một cái lý do mà Đức Phật đặt ra cái giới, đó là tỳ khưu không được đi, không được ăn ăn tối, hay sa di không được phép đi ăn tối. Và một cái lý do nữa Đức Phật ngài biết được là đó, khi mà chúng ta giữ cái giới này không ăn chiều thì làm cho thân cơ thể được nhẹ nhàng và ít bệnh, và cơ thể nhẹ nhàng ít bệnh chúng ta có thể dậy sớm, và nên là chúng ta không cần ăn tối. Không ăn tối cũng là một cái để chúng ta bớt bận rộn, tại vì ăn tối hay ăn nhiều bữa thì đồng thời với cái việc chuẩn bị đồ ăn, đi mua đồ ăn, thì chúng ta bận rộn với những việc đó. Và có một số người thì họ chỉ ăn một bữa thôi, một bữa là đủ, một ngày một bữa thôi cũng là đủ cho họ rồi, không cần phải hai bữa, không cần phải ăn hai bữa. Ăn ít thì ít bận rộn, và có nhiều thời gian, ít bận rộn thì có nhiều thời gian để chúng ta thực hành thiền. Và đối với các vị tỳ khưu, bhikkhu hay là Samanera, Sa-di ấy, thì phải giữ cái giới này, đó là không ăn chiều. Nhưng đối với hàng cư sĩ thì có thể giữ cái giới không ăn chiều hay là không ăn sau đứng bóng, không sau khi mà trời đứng bóng vào những ngày Bồ Tát Uposatha thì vị chúng ta có thể giữ. Nhưng đối với một số người cư sĩ, người ta còn phải làm rất là nhiều công việc nặng nhọc thì phải cần ăn nhiều để có sức khỏe để họ làm, thì khi đó thì phải ăn chiều. Nhưng mà đối với những hành giả, hầu hết tất cả những người hành giả, những người hành thiền thì ăn một bữa hay là hai bữa là đủ rồi, không cần phải ăn tối. Và dậy sớm đây cũng là một cái phương pháp thực hành thời Đức Phật, đó là cái sự thực hành tỉnh giác. Có nghĩa rằng ban ngày thì chúng ta phải giữ những cái oai nghi, đi đứng hay là ngồi, và thực hành chứ không có nằm xuống, và thực hành trong cái sự hay biết trên cái đối tượng thiền, ghi nhận cái đối tượng thiền của mình. Vào buổi đêm thì chia làm 3 canh, có nghĩa rằng buổi đêm là 12 tiếng hồ, chúng ta chia ra là 3 canh. Canh đầu đó, canh đầu tiên đó là chúng ta cũng thực hành giống ban ngày, đi đứng hay nằm, và chúng ta đi đứng hay ngồi, chúng ta giữ tâm trên đối tượng thiền. Còn cái canh thứ hai chúng ta có thể ngủ, chúng ta ngủ. Đến canh thứ ba có nghĩa là chúng ta dậy sớm để thực hành thiền. Và đối với ai mà thực hành thiền là những hành giả thì với cách này thì cái thời gian như thế tương đối là phù hợp đối với họ ấy. Tại vì nếu còn đối với một số trường hợp thì khi ban ngày hoặc là những lúc mà cần ngủ thì họ có thể ngủ trong lúc thiền một chút thôi, sau đó họ không ngủ nữa. Và nhưng mà còn nếu mà chúng ta cần thiết thì chúng ta đối với cư sĩ, nếu một cư sĩ ở nhà, chúng ta có thể tự mình kiểm tra xem là cái cách nào, cái thời gian nào thích hợp với chúng ta, cái ngủ bao nhiêu là đủ, ngủ như thế nào, dậy khi nào thì thích hợp với mình. Tại vì có nhiều những công việc đi làm rồi, những cái thời gian của mỗi người là khác nhau, chúng ta phải tự kiểm tra cho bản thân của mình cái thời điểm, cái thời khóa biểu cũng như thế nào để thích hợp đối với mình. Câu hỏi tiếp theo. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Con là thiền sinh Huỳnh Thế Huy, kính bạch ngài, xin thiền sư giải đáp một số thắc mắc ạ. Đây có 4 câu nhỏ. 1. Điểm quan sát hơi thở dưới mũi, trên môi nhưng không nằm trên da thì làm sao cảm nhận được ạ? Phải nằm trên da mới nghe thấy độ nóng của hơi thở, thấy gió ra vào phải không ạ? Câu nhỏ thứ 2. Ngồi thiền thế nào được xem là không đổi tư thế? Lưng gù, từ từ chỉnh cho thẳng lại, khẽ nhúc nhích ngón chân, thở vào ra quá mạnh có bị xem là đổi tư thế thiền không ạ? Câu nhỏ thứ 3. Khi ngồi thiền khoảng 30 phút thì cơ thể thường bị đảo, lắc
làm mất tập trung và hơi thở. Khống chế không cho lắc thì cơ thể rất mệt và mỏi. À, cách khắc phục như thế nào ạ? Cơ tư. Khi ngồi bán già thì cơ thể tĩnh tâm trong vòng 60 phút. Khi ngồi kiết già thì tĩnh tâm được 20 phút. Sau đó cơn đau đến mãnh liệt không thể vượt qua được. Như vậy, à, con nên chọn kiểu ngồi nào để tập thiền? Con xin cảm ơn ngài. Okay. Vanami said all. So when we do, we knowing the breath, feel the breath in and out. So sometimes, Sero say we no need to see the touching point. Without touching point, we also know the breath. But I understand that if without touching, how can we know the breath? Because sometimes the touching on the skin, and then we know feel the heat and cold. And because through that we know the breath in and out. But in this case, is that possible to know the breath by mind without the touching sensation? So actually knowing the breath is by touching. So, but some people don't feel touching. They think they are knowing the breath, but not knowing touching. So because they don't understand, it is based on touching. So we have to say, as long as you are knowing the breath, it is okay. So have to say. So yeah, sometimes knowing breath by touching, sometimes by mind, it is possible. But this too usually will be the same feeling. So you don't need to differentiate. This is about this by touching or by mind. No need to differentiate. So object is will be the same. Like that, you eat lemon will be sour, but other people will eat lemon in front of you, you will be sour. Like the same thing, the same saliva coming out. But one is knowing by tongue, one is knowing by mind. But the feelings are quite the same. Và khi mà hành thiền thì chúng ta biết hơi thở dựa trên cái sự xúc chạm. Nhưng một số thiền sinh, một số hành giả nói rằng họ không biết không họ chỉ biết hơi thở thôi nhưng mà không biết điểm xúc chạm. Thì chính vì như vậy nên là các ngài thiền sư mới nói rằng là miễn là sao là biết hơi thở mà không biết điểm xúc chạm cũng không có sao, không thành vấn đề. Và thường thường ấy, thì nhưng biết hơi thở ở đây là chúng ta có thể biết bằng tâm hay là chúng ta có thể biết qua dựa trên cái điểm xúc chạm, nhưng mà cho dù biết bằng tâm hay biết qua cái điểm xúc chạm thì cái cảm nhận nó đều tương tự như nhau thôi. Thì cũng tương tự như vậy, hai người mà một người ăn trái chanh trước mặt của mình và một mình đứng xem họ ăn trái chanh thì chúng ta cảm nhận chua, và cái người kia thấy chua qua cái lưỡi của họ ấy, và chúng ta cũng cảm giác thấy chua, cũng chảy nước miếng. Như vậy là qua cái tâm của mình cảm nhận, nhưng cái cảm thọ ở đây, cái cảm nhận ở đây nó cũng tương tự như nhau, cho dù là người ăn chanh, người biết qua lưỡi hay là người biết qua tâm thì cũng tương tự như nhau. Thì khi đó chúng ta chỉ biết hơi thở, chúng ta đừng có phân biệt. Không cần phải phân biệt rằng đây là biết hơi thở bằng qua cái sự xúc chạm hay là đây là biết qua cái hơi thở qua tâm. Chúng ta chỉ cần biết đó là hơi thở là đủ rồi. Tại vì dù sao nó hai cái đối tượng của nó là như nhau. And, câu hỏi thứ hai nhỉ? Mình Anh đọc lại cho sư. Phần thứ hai, câu hỏi nhỏ. Câu thứ hai. Ngồi thiền thế nào được xem là không đổi tư thế ạ? Lưng gù từ từ chỉnh cho thẳng lại, khẽ nhúc nhích ngón chân, thở vào ra quá mạnh có bị xem là đổi tư thế thiền không ạ? Vanami said also, so when I practice meditation, sometimes my back not straight, I keep bending forward. So that time I straighten my back, so is that also considered as changing position? Or sometimes I breathe in and out a bit hardly. So is that also considered that changing position? So people's bodily posture can be different. So yeah, to have a straight body is generally saying, if possible, it is better. But
some people's body, you may know, so strong and weak, it can be different. So concentration is important. Sometimes based on individuals, some may have a bending, still doing. So yeah, body may change, sometimes straight, sometimes bent. Body may change, but walking should not change. You're still walking here. So even standing, sitting, lying down, we may change. But all the changing, we are continuing to do meditation. So especially when we are improved. Và đối với mỗi người thì có cơ thể khác nhau và cái tư thế ngồi khác nhau. Có một số người thì khỏe hay yếu khác nhau, nên là nó phụ thuộc vào những cá nhân khác nhau. Nên nhiều lúc chúng ta ngồi thì có lúc là lưng thẳng, lúc thì lưng hơi gù xuống, hơi cong xuống, nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta ngồi cái nào chúng ta thấy thoải mái nhất. Và nhưng mà nói chung chung thì chúng ta phải ngồi thẳng lưng. Còn khi mà chúng ta ngồi hay là chúng ta thấy thoải mái và đi, hay là chúng ta biết hơi thở, luôn 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 biết hơi thở, cho dù cái tư thế nào đi nữa, thẳng lưng hay là không có thẳng lưng, thì chúng ta phải biết hơi thở. Và những cái anh đi đứng nằm hay là ngồi cũng thế, trong lúc mọi lúc thì chúng ta đều giữ tâm để hay biết cái đề mục thiền của mình, đó mới là cái điểm chính. Và từ từ như vậy chúng ta mới có thể phát triển được cái định của mình. Vanami said also, after I sitting about 30 minutes, then my body non-stop shaking and vibrating. So I try to stop the vibration. I try to stabilize my body. So because of intentionally, I try to stop the shaking. So because of that, I feel tired. So how can I overcome this body shake? So it is a kind of mind-bone materiality working in your body. So it started from the mind. When we want to shake, yeah, when we sit straightly, quietly, so maybe the blood flowing or circulating may not be good. So, but schedule is long. We must sit, and body want to shake. So when the bus is long, yeah, it is become shaking. So because of this, you should tell yourself, I don't want to shake. I don't want to shake. You should reflect from time to time instead of controlling suddenly. Another thing is, if you have been in this way, so you should not sit so long. Because if you sit so long, body need to shake. When you are long, it will be shake. So you should practice under your ability, under your control. If so, will be okay. Yes. Và khi mà tại sao ngồi 30 phút mà sau đó cái thân nó không ngừng lắc lư, rung động, thì đó thực ra khi mà tại sao mà cái thân của chúng ta rung động, lay động hay lắc lư như vậy, đó chính là do cái sắc tâm sinh. Sắc tâm sinh, tại vì sao nó bắt đầu từ thân, từ tâm của chúng ta phải có cái tác ý, nghĩa là thực ra nó xuất phát từ tâm. Nghĩa là ví dụ trong thời gian, cái thời tiền đó, là ngồi lâu quá mà thân thì nó đã bị đau rồi, và máu nó không được đang lúc đó không được lưu thông tốt, và cơ thể nó muốn di chuyển, và cái thời tiền vẫn còn đang dài, nên là thành ra là đầu tiên là bắt nguồn từ cái tác ý là muốn làm cho lay động tâm, nó muốn rung chỗ này rung chỗ kia, lắc lư. Thì khi đó xuất phát từ cái đó nên là nó bị cái cảm giác lắc lư như vậy. Nhưng mà đầu tiên thì chúng ta hãy nói rằng trong tâm của mình là, mà thỉnh thoảng nhắc cái tâm của mình là không muốn cho nó tâm cái thân nó lắc lư, nó rung động nữa, thì từ từ nó sẽ ổn định tự nhiên và nó không còn lắc lư nữa. Nhưng mà nếu mà đột ngột một cái chúng ta dừng nó lại thì lúc đó có thể gây ra những phản ứng và cảm thấy mệt, nó là do như vậy. Và trong trường hợp này thì hành giả không nên cứ ngồi quá lâu, ngồi trong cái khả năng của mình có thể thôi. Và từ từ khi cái định nó phát triển lên và chúng ta ngồi dần dần, chúng ta tăng cái thời gian lên và chúng ta thích ứng với cái thời thiền, cái thời gian của cái việc hành thiền của mình, thì chúng ta phải xem cái cơ thể của mình và cái giới hạn của mình tới đâu. Yes, đó.
Vanami said also, when I practice, when I'm sitting in the half lotus position, one leg down and on leg on another leg, so I can focus about 40 minutes. But when I sit full lotus may double cross like that, so I can only focus about 20 minutes because it is very painful. So May said, give me advice, how should I sit so in order I can concentrate better, lesser pain. So in Myanmar, we usually do half lotus sitting. But I think in Vienna, lotus sitting is very famous. So based on body posture, some people have thin legs, some people have thick legs. So because of this, it can be different. Because of this, you should find your own comfort. As long as you can produce concentration, it is okay. Và ở Miến Điện thì chúng ta rất là nổi tiếng, đó là chúng ta ngồi chân trước chân sau, hoặc là ngồi bán già thôi, ngồi chân trước chân sau sẽ tốt hơn. Nghĩa là không có chân nào đè chân nào hết đó, chân phải ngồi trước chân trái ngồi trước chân phải, ngồi kiểu như vậy. Còn ở Việt Nam thì rất là nổi tiếng với cái phương pháp ngồi kiết già, chúng ta hay nghe ngồi kiết già. Và nó phụ thuộc vào mỗi người, có người chân ốm, có người chân mập. Thì chân mập thì khó mà ngồi kiết già, và chân ốm cũng vậy. Chân ốm thì dễ hơn, nhưng mà cho dù như thế nào thì chúng ta phải xem là rằng á, mình cái tư thế nào là ngồi thích hợp với mình nhất, mà dễ chịu nhất, thoải mái nhất và có thể phát triển được định, đó mới là cái điều quan trọng. Thì như vậy sẽ là ok, chúng ta tự kiểm tra xem cái nào ngồi dễ chịu, thoải mái nhất. Câu hỏi tiếp theo. Dạ, câu hỏi tiếp theo là cư sĩ đang sống ở Việt Nam, quốc độ không lấy giáo pháp của Đức Phật Gautama làm quốc giáo. Việc giữ giới của con khó được trong sạch do cố ý hoặc vô ý, nên việc tu tập thiền định của con khó tiến triển. Như vậy, cánh cửa tu tập thiền định của con không thể tiến xa khi không tinh tấn giữ giới trong sạch, phải không ạ? Câu thứ hai, con được nghe một số thiền sư và các vị trưởng lão dạy thực hành quan sát tứ oai nghi, quan sát sự cảm thọ của sáu căn tiếp xúc với sáu trần, nhận biết sự sinh diệt. Và quá trình đó nhiều lúc thất niệm, con lại quay lại chánh niệm và như thế. Xin Ngài chỉ dạy cho con phương pháp nào là phù hợp cho con thực hành trong đời sống cư sĩ hiện tại. Con xin cảm ơn. Yes. Vanami said also, Vietnam is not a Buddhist country like Myanmar. Myanmar is a Buddhist country, but Vietnam is not a Buddhist country. So it is very hard for me to keep my precepts. Sometimes by intentionally or unintentionally, I cannot keep my precept pure. So because I cannot keep my precept purely, so it is the big obstacle for my concentration. So I think because of my precept is not pure, so I cannot develop my concentration. So it eventually block the door to my samatha practice. So said also that so some meditation teacher also teach that we need only practice in the four posture. So keep knowing what is happening, or keep knowing the feeling as a feeling, and seeing arising and perishing of everything, of all the phenomena. So may I doing so, or should I keep practice, develop concentration? So whatever meditation you practice, we practice, so we need sila. So for the sila practice, some people have difficulties, some people are not difficult. So we should learn from the people who are not difficult, why they can practice, what kind of person they are. So we should learn from them, because we need to practice sila, not only
for gesture meditation, for our present life, for our future life, like that. And so because of this, we should try, we should find the way to practice the sila. And this is about the sila. So not just for meditation, for everything. Sila is normally it is a base. So for the meditation, yeah, you can practice a samatha, you can practice a vipassana. So always our mind should always stay with the meditation object. Another way to say, with a good object, beneficial object, with a good attitude. So those are meditation practice. So if it's samatha, there are 40 ways the Buddha teach. One of our objects you should take, maybe breathing, maybe Buddha's quality, maybe sending metta, like that. If you practice vipassana, brief saying is as a nature, as a dukkha, as a nanda, as a asubha. Or you may pay attention rupa, as a rupa, feeling as a feeling. According to Siddhi Prana Soda, chaita as a chaita, dhamma as a dhamma. Or another way to say, rupa as a rupa, nama as a nama, cause and effect as a cause and effect. Rising and flourishing, seeing that you can contemplate as a nature, dukkha, nanda, like that. So those are vipassana objects, vipassana thinkings, so vipassana views. But so whatever jobs, systematically doing, that's how to say, maybe people say, for fun, something like that. It is different. Even running, if you want to run systematically, if you want to be champion, you cannot do just for running. You must learn. So, but for the fun, you can run whatever ways. So every job we have in this way. So based on that, you can approach. Yes, I know. Và như vậy thì đối với bất kỳ cái đề mục nào, bất kỳ đề mục thiền nào hay bất kỳ việc gì, chúng ta đều phải dựa trên nền tảng của giới sila. Có nghĩa rằng đối với một số người thì giữ giới nó không phải là chuyện khó, mà đối với một số người giữ giới là một chuyện rất là khó. Thì chúng ta phải học hỏi những cái người tại sao người ta giữ giới dễ, tại sao mà người ta giữ giới như thế nào. Và chúng ta phải học hỏi từ những người đó. Tại vì bất kỳ cái đề mục nào, cái đề mục thiền nào hay bất kỳ cái việc gì chúng ta làm ấy, chúng ta phải dựa trên nền tảng của giới. Thì giới ở đây không chỉ là chúng ta hỗ trợ cho cái việc hành thiền của chúng ta, thiền định hay là thiền tuệ vipassana, nhưng mà giới ở đây ấy là nó hỗ trợ cho tất cả mọi thứ, nghĩa là không chỉ trong việc hành thiền mà nó trong cả cái đời sống của mình, trong ngay cái đời này và cho cả đời sau nữa. Và khi mà thực hành thiền samatha và thiền vipassana, chúng ta hành thiền samatha thì đó là chúng ta có 40 cái đề mục thiền định khác nhau, và chúng ta có thể chọn một trong 40 cái đề mục thiền định đó. Và ví dụ như là niệm ơn Đức Phật này, niệm hơi thở, niệm ơn Đức Phật Buddha Nusati, hay là giải tâm từ Metta. Đó là cách nói chung, đó là về chúng ta chọn một trong 40 đề mục thiền định, chúng ta phát triển định. Hay là khi mà chúng ta đang phát triển thiền định, còn khi mà thực hành thiền Vipassana thì chúng ta phải biết được đó là cái tưởng vô thường, khổ, vô ngã hay là Asubha. Hay là chúng ta có thể nói một cách khác, đó là theo bài kinh Satipatthana Sutta, đó là chúng ta biết được là thân, thọ, tâm và pháp. Hay chúng ta có thể nói cách khác, chúng ta biết được rupa là rupa, nama là nama, danh là danh, sắc là sắc, hay là nhân là nhân quả, là nhân quả như thế nào. Hay là chúng ta thấy được sự sanh diệt là như thế nào, sanh diệt là sanh diệt, và thấy được sự sanh diệt đó, chúng ta thấy được cái sự vô thường, khổ, vô ngã. Thì đó là những cái tưởng, nói một cách tóm tắt về cái sự hành thiền Vipassana. Thì nhiều khi chúng ta nói rằng, nhiều người ta nói rằng, ồ, thực hành như vậy, thực hành để vui vui thôi đúng không? Không cần hệ thống thì cứ thực hành vậy là được rồi. Thì nếu mà thực hành mà để một cách chung chung như vậy, để cho là có như vậy thì không sao hết, thực hành kiểu gì cũng được. Nhưng mà thực hành để mà có một hệ thống để mà thoát khổ được ấy, thì chúng ta phải thực hành có một sự hệ thống thứ lớp. Cũng như vậy, chúng ta vận động viên mà chạy thi đi, mà muốn trở thành nhà vô địch thế giới thì phải không có thể cứ lao đầu mà chạy được, mà phải thực hành có nhiều thực hành theo những hệ thống thứ lớp khác nhau thì họ mới trở thành nhà vô địch thế giới được. Và tương tự như vậy, khi mà thực hành thiền
Cũng vậy, chúng ta muốn, mục đích của chúng ta là gì? Nếu chúng ta thực sự mà muốn thực hành thiền với mục đích để thoát khổ, thì khi đó chúng ta phải thực hành theo một cái hệ thống. Còn nếu mà thực hành để vui vui thôi, thì làm kiểu gì cũng được. Hay là chạy thôi, miễn sao là có chạy, thì chạy kiểu gì cũng được. Câu hỏi tiếp theo. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Con đang thực hành tâm từ. Cho con xin hỏi, trong phạm trù không nêu rõ, trong năm phạm trù không nêu rõ, ví dụ như là phạm trù chúng sanh có hơi thở, thì trong ánh sáng của định tứ thiền, con thấy chúng sanh nào thuộc phạm trù này xuất hiện trong ánh sáng của định đó, thì con rải tâm từ câu 1 cho đến câu 4, mong cho thoát khỏi hiểm nguy vân vân. Rồi sau đó con lấy các đối tượng chung chung, những cái chúng sanh đã xuất hiện trong ánh sáng đó, trong ánh sáng trước đó, con rải từng câu một, từ câu một tới câu bốn, từ sơ thiền đến tam thiền, thì cách con thực hành như vậy đã đúng chưa ạ? Kính mong ngài chỉ dạy thêm, con xin cảm ơn ngài. Vanami said also, I am practicing metta meditation. So when I practicing, I emphasize on like may all the being and the breathing, the being with the breath be free from suffering, and may all those being be free one in the four formulas. So one by one up to the four third jhana, the first jhana to second jhana to third jhana. So when I practice that in one formula, so this being, all the being which is breathing with the breath, be free from suffering, be well and happy, and be free from mental suffering, be free from physical suffering. So all those being appear in my mind under the light of wisdom. So I practice that one by one. One formula is up to third jhana. So is that I'm practicing correctly, one by one formula? One by one is group of words. Yes. Sabe sada, sabe bana, you mean? Yes, I know, yes. Yeah, sabe sada, sabe bana, sabe buddha. So generally those words mean all beings, although their literal meaning is something different. So, but the meaning is all beings. So, because of this, yeah, if you want to do one by one, it is also okay. So you can produce more metta. So if you want to do shortly, that means all beings. Yeah. So, like that, because the word sometimes meaning can be different. Sada is the beings who attach to. That is a literal meaning. So not included arhanda, according to that definition, but in reality, arahanta also included. Why? Because if no include arahanta, you are sending metta, no arahantas. So because of this, arahanta should include in that word. But why say beings who attach to, who has attachment? So it is a generally saying, because of generally saying, you should take arahanta also. Another way to say is arahanta also, before he has attachment before arahanta. So as a past name, he also said that, like that. This is a grammatical explanation. So that means all beings. For example, in English, the word W,
But what we see is a double we producing the sound wa. Wa is like a wedding, a Wednesday, like that. So, so sometimes literal meaning based on condition, that the meaning you take it can be different. Because of this other literal meaning, translating, breathing beings, or something like that. So that means all being. Yes, I do. Thực ra ở đây chúng ta phải hiểu rằng ví dụ như là sabe sata, sabe bana, sabe bhuta cũng như là tất cả chúng sanh hơi thở, tất cả những cái chúng sanh còn sự dính mắc. Thì thực ra đó là những cái từ Pali và theo ngữ pháp thì chúng ta bởi vì ngôn ngữ cái từ ngữ thì chúng ta thấy nó khác nhau, nhưng thực tế sabe sata, sabe bana, sabe bhuta nó là giống nhau thôi. Đó là sabe là tất cả chúng sanh. Tại sao là như vậy? Bởi vì đó là dựa trên cái từ ngữ thì chúng ta thấy nó khác nhau một chút chút, nhưng mà thực tế thì nó sẽ là giống nhau. Bởi vì sata, sata đây nghĩa gốc của nó là gì? Đó là tất cả là chúng sanh mà trừ bậc A-la-hán ra, những chúng sanh còn cái sự dính mắc. Có nghĩa rằng trừ bậc A-la-hán không còn dính mắc nữa. Nhưng mà thực ra chúng ta giải tâm từ cái tập sabe sata có nghĩa là tất cả chúng sanh còn cái sự dính mắc, có nghĩa trừ A-la-hán. Như vậy thì chúng ta không giải tâm từ tới bậc A-la-hán hay sao? Không có, chúng ta giải tâm từ tới tất cả bậc A-la-hán nữa chứ. Thì như vậy, đó là về vấn đề về nghĩa, về ngữ pháp hay về văn phạm Pali. Còn hay là chúng ta hiểu được một cách khác nữa, đó là bậc A-la-hán. Bậc A-la-hán thì trước khi mà ngày trước đó A-la-hán thì vẫn còn sự dính mắc. Và bậc A-la-hán chúng ta cũng giải tâm từ tới. Và đó là về cái từ Sata hay là cái văn phạm, về văn phạm Pali. Chúng ta thấy rằng nó là, đó là tất cả chúng sanh mà trừ bậc A-la-hán ra, chúng sanh còn cái sự dính mắc. Còn hay trong tiếng Anh cũng thế, cái từ W, cái từ chữ V kép đó, thì mình gọi là V kép, hai chữ V, nhưng mà nếu mà nói theo ngữ pháp mà tiếng Anh thì nó là hai chữ U, W đúng không? W thì nó hai chữ U, nhưng mà tại sao mình bảo là hai chữ V, mình gọi là V kép hay V đúc thì nó khác nhau thôi, nó thực ra nó là một, nhưng mà chúng ta thấy nó không khác nhau, nhưng mà thực ra nó là một. Thì trong trường hợp này á, cho dù là Sabe Sata, Sabe Bana, Sabe Bhuta thì chúng ta cũng là đó là tất cả chúng sanh, giải tâm từ tới tất cả chúng sanh. Chứ không phải là chúng sanh, chúng ta có thể nói để chúng sanh có hơi thở hay là chúng sanh không có hơi thở, vân vân. Nhưng mà thực tế đó là sabe sata, tất cả chúng sanh. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo. Con thiền tập được 2 ngày và thời thiền lâu nhất của con là 1.5 giờ. Trong quá trình con gặp những cái trở ngại như sau. Đầu tiên, 20 phút trở đi thì con thấy những cái bóng đen xuất hiện đi vòng tròn, làm con bị chóng mặt và lắc lư. Trở ngại thứ hai là con không có cảm giác buồn ngủ, nhưng lâu lâu lại bị gật như buồn như ngủ gục. Trở ngại thứ ba, con thấy xuất hiện hình tròn màu trắng yếu, nhưng không cố định. Sau đó con tập trung nhìn màu trắng thì biến mất và xuất hiện khung trời màu đỏ cam như chiều hoàng hôn, tầm được 3 giây và biến mất. Con hỏi con cần làm gì để cải thiện tình trạng bị chóng mặt, lắc lư người và rơi vào màu sắc khác nhau. Con xin cảm ơn. Yes. Vanami said also, I have been practicing meditation for 2 days, so I can sit up to 1 hour and 5 minutes. But when the first day, when I sit about 20 minutes, then I can feel that like a black shadow moving around me. So I feel that maybe I feel a bit like my body also become turning and shaking. The second day, I don't feel sleepy. I don't feel sleepy, but actually I lost my object, so I fall into sleep. Even I don't feel sleepy, but maybe I fall into sleep. And sometimes I see the white circle, the white light appear, and then my mind emphasize and focus on the light, and it disappear. And sometimes the light also change a different color, like red color, the dawn rise color, and different color, it keeps changing. So said all, how can I overcome this problem? How can I maintain this light, or how can I overcome the body shaking and the shadow
all the shadow appear in my mind. So you should not turn your mind towards the body. You should continue focusing on the breath here, on the nose trail, on the upper lip. So it is for bodily shaking. For the light to maintain, you should keep on practicing on the breath. Because of practicing on the breath, then you have light. So, but if you focus at the light, it will disappear. So because of this, for both the problems to solve, just continue to stay here. Practice the breath here. Yes. Và khi vậy, khi mà trường hợp đầu tiên là tại sao mà cái thân mình lắc lư rung động hay là thấy những cảm giác mình chóng mặt như vậy, bởi vì tâm chúng ta hướng vào thân, nên là ngài sư đó khuyên rằng chúng ta không nên hướng tâm của mình vào trong thân, thì chúng ta chỉ chú tâm trên hơi thở tại ngay cái vị trí bên trên môi trên và ngay bên dưới chóp mũi này, tại cái vùng này, có nghĩa là chúng ta hướng tâm hơi thở tại vị trí đó. Thì hướng tâm như vậy thì chúng ta vượt qua được cái sự quay lắc lư chóng mặt. Còn cái ánh sáng, để làm thế nào là giữ cái ánh sáng, từ bây giờ ánh sáng, chúng ta phải biết rằng ánh sáng tại sao mà nó có, do cái định tâm trên hơi thở nên ánh sáng phát sinh. Nhưng mà khi mà hướng tâm đến ánh sáng thì nó sẽ mất đó. Nên là để giải quyết được hai cái vấn đề này thì khi đó chúng ta phải chú tâm chỉ để trên hơi thở tại ngay vị trí này thôi. Thì lúc đó là chúng ta hết cái cảm giác chóng mặt và cũng vậy cái ánh sáng sẽ được duy trì. Còn nếu không nó sẽ thay đổi. Okay, so I want to stop because of some guests to come. Huh? Yes, sir. Yes. Bây giờ ngài có việc bận, có một số người tới thăm ngài nên là ngài cần nghỉ. We will make wish and same merit. Chúng ta sẽ hồi hướng. Idam me bunyam. Idam me bunyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Bacheyo Hodu Hontu Mama Bunya Bhagam Mama Bunya Bhagam Sabha Satanam Sabha Satanam Pajemi Pajemi Te Sabe Te Sabe Me Samam Me Samam Bunya Bhagam Bunya Bhagam Lavandu Lavandu Sadhu, 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 sadhu. We thank you very much, Sado and Pante, and see Sado and Pante on next tomorrow afternoon, also the same time, 2:30 p.m. Mm-hmm.